Nghiêm túc đó. Nó rất là tuyệt vời. Bạn nên xem nó đi ha. Wow, giờ nó là xu hướng rồi. Bạn không thể đi đâu mà thiếu nó được. Này, có chuyện gì vậy? Mình nghĩ là cuộc thi gì đó đó. Tránh ra xa nào. Hoa hậu siêu giàu. Vương miệng là của mình nha. Không đâu, mình có cơ hội tốt hơn mà. Bạn không thể. Chúng mình cùng chờ xem nha. Ôi chàng trai, bạn có muốn kiếm một ít tiền không? Tuyệt, mình cần phải làm gì nào? Làm quản gia cho mình đi. Sao hả? Không công bằng. Mình sẽ cho cô nàng thấy. Buổi chiều tốt lành nha. Có gì từ bộ sưu tập gần nhất không? Tất nhiên, hãy vào đi. Đồ giảm giá hoàn toàn không ổn với mình mà. Đây, nó trông hoàn toàn khác hẳn luôn. Có vẻ chưa có ai tới đây ha. Tuyệt. Chọn cái nào đây? Mặc dù, thôi kệ đi. Hãy thử hết chúng đi nào. Hoàn hảo. Đây là thứ mà mình cần nè. Nhìn chả khác gì đồ hiệu. Nhận lấy này, mình lấy hết mọi thứ. Nó sẽ là 50.000 đô la. Vậy sao? Ở đây còn bao nhiêu? Lấy hết đi. Xin chào. Wow, đồ đẹp đó nha. Chà, mình phải đi rồi. Mình đang nghe bạn đây. Mình muốn mua chiếc váy này. Wow, là đồ thiết kế nè. Hình như có vài nhầm lẫn rồi. Đây, giờ nó đúng rồi đó. Nó không đúng mà. Đó là do mình dán lên. Bạn định lừa mình đó sao? Mình sẽ gọi bảo vệ đó. Xin chào, kẻ trộm đang ở đây. Không, mình sẽ rời đi đây. Xin chào, nghe mình nói gì không? Xem mình có gì nè. Không thể, đây là điện thoại vừa ra mà. Mình cầm được không? Đi mà. Giờ sao? Ồ đúng ha, mình cũng có thứ này nè. Bạn đang đùa mình sao? Thứ gì thế? Bạn biết gì chứ? Là trend đó. Bạn đang nói về cái gì vậy? Cái gì mình không biết? Vậy sao? Chà, nhìn đi nè. Bạn nên tự xem này. Chà, bạn muốn cho mình xem gì nào? Một cảm giác mới nè. Điện thoại pha lê xu hướng nhất. Là điện thoại độc quyền đó. Bạn sẽ không thể tìm thấy nó ở đâu đâu. Đặt hàng ngay đi nào. Bạn sẽ là trung tâm của sự chú ý với điện thoại này. Gì? Mình không thể tin được luôn. Sao có thể như thế chứ? Mình cần nó. Mình chắc bạn có thể mà. Thế này thì sao? Không đâu. Còn lựa chọn khác đó. Mình không biết. Thôi được, mình làm chỉ vì bạn đó nha. Tuyệt vời. Nó thật ngầu mà. Mình không thể tin được. Mình dẫn đầu. Này mọi người ơi, xem thứ này đi nào. Mình sẽ tự mở quán cà phê hôm nay nha. Giờ chúng mình sẽ cắt dây ri băng đỏ cùng nhau nha. Chia sẻ khoảnh khắc này cùng với mình nào. Ủa, mình quên thay tấm biển mất tiêu rồi. Có nhiều việc phải làm quá đi. Ly của mình đâu? Sao nó trống không vậy nè? Đổ đầy nó lại nha. Này, chuyện gì ở đây vậy? Thật tuyệt vời. Nó sẵn sàng mở cửa rồi. Nhìn tất cả nhà báo này đi. Thật không thể tin được mà. Và đến món chính rồi đây. Là món tráng miệng. Ồ, đến lúc chúng mình cùng thưởng thức rồi nè. Nó rất là ngon. Ồ không, bạn làm gì vậy? Cô Mary sẽ nổi giận mất. Đi ra ngoài nào. Và đừng trở lại đây nữa. Đã đến ngày mở rồi nhỉ? Cái gì? Ai đó đã cắt dây ri băng rồi sao? Chà, là ai vậy? Đây, nhìn này. Là bức ảnh từ chuyến du lịch gần đây nhất đó. Wow, chỗ đó thật đẹp quá ha. Đúng vậy, mình đã rất vui đó. Wow, mình cũng muốn đến chỗ đó nữa. Điều đó thật tuyệt mà. Mình thắc mắc Amanda làm gì. Cô nàng sẽ rất tiếc. Đây là bức ảnh hay khác. Ai đó gọi cho mình nè. Ủa? Ồ không, Mary. Mình ra ngoài vài phút nha. Lạ thật á. Bạn định đi đâu vậy? Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Hiu, ở đây nóng quá đi à. Sao Amanda không chịu nhấc máy? Làm gì bây giờ ta? Không, nó không phù hợp. Hoàn hảo. Đây là điều mình cần nè.
Chào Mary. Rất vui khi gặp bạn Amanda. Bạn đang làm gì đó? Tuyệt vời lắm. Mình đang cảm thấy rất tuyệt nè. Xin lỗi nha, đừng truyền mình yếu quá. Đây đúng là một thảm họa mà. Đó là điều đang xảy ra. Amanda lại tự mình tạo nên chuyến du lịch nữa rồi. Mọi thứ thật tuyệt. Tuyệt quá à, bạn là nhất. Tốt lắm, không có gì. Buổi chiều tốt lành. Mình đang cần xăm hình. Ngồi xuống đi. Mình đã muốn có một hình xăm từ lâu rồi. Ngay đây nè, trên cổ tay. Không thành vấn đề. Chọn hình đi nè, theo ý bạn. Không, đều không phải. Không hợp với mình. Mình nghĩ mình biết thứ bạn muốn rồi. Tuyệt vời. Mình muốn cái này nè. Bất cứ thứ gì mà bạn muốn nha. Nhưng mà tiền đầu tiên đó. Nó đủ không vậy? Mình sẽ thử làm vài thứ. Tuyệt, mình đã đặt hy vọng quá bạn. Không, nó đau quá đi mất. Của bạn đây, xong rồi đó. Đây, bạn cần nó mà. Tuyệt, nó ngầu quá đi. Mình rất là vui đó nha. Buổi chiều tốt lành. Mình rất cần bạn giúp đỡ. Sẽ không phí thời gian của bạn đâu. Mấy thứ này ở đâu ra vậy? Mình mong là nó đủ ha. Mình tin vào bạn đó. Thật điên rồ mà. Tất nhiên, mình sẽ phục vụ cho bạn. Mình rất mong đợi lúc bắt đầu. Đây, là nó đó. Đây là thứ mình muốn nè. Không thành vấn đề. Wow, thật là lấp la lấp lánh mà. Mình không thấy gì nữa. Nó xinh đẹp quá. Nhìn nó đi nè. Nhìn nó tuyệt vời lắm thưa cô. Cảm ơn nha. Đấy mới là thứ đáng để nói đó. Đúng là khách hàng tuyệt vời mà. Đến giờ ăn vặt rồi đây. Ngồi ở đây nè thưa cô. Cảm ơn Adam. Mình đói bụng quá đi. Ngày hôm nay thật may mắn mà. Menu của bạn đây. Cái gì đây? Thật không thể chấp nhận được. Adam, đưa cho mình menu VIP đi. Wow, là cho mình. Là thứ mà mình cần nè. Phục vụ à, mình muốn gọi món. Bạn đi đi. Adam, mình nghĩ nó ổn phết đó. Hoàn hảo, lựa chọn tốt thưa cô. Mình nghe đây. Mình sẽ lấy hot dog nha. Được rồi, chờ mình một vài phút. Món hot dog xong rồi đây. Thưa cô, đồ ăn đây. Nó thật là tuyệt mà. Tuyệt quá, mình đang đói. Thật là ngon quá đi. Mình thích nó lắm luôn. Nó rất là tuyệt. Mình cũng có thể làm. Xong rồi đây. Giờ bạn không thể tìm điểm khác nữa. Mình nghĩ là đủ rồi đó. Ngày tốt lành nha. Nhìn nó này Mary. Nó tuyệt phải không nè. Mình nghĩ mình nên đi rồi. Ôi không, mình không còn chút tiền nào. Mình phải làm gì bây giờ ta? Đúng rồi. Sao mình không nghĩ ra nó ngay nhỉ? Phục vụ ơi. Điều này là sao hả? Là tóc đó. Nhìn đi nè. Mình từ chối phải trả tiền đó nha. Chúc bạn may mắn. Là tóc hả? Sao cũng được. Chiếc vòng cổ. Thật đáng yêu mà. Amanda nhìn nó đi. Không thể chê được nè. Wow, thật lộng lẫy. Đẹp đó ha. Mua nó đi nào. Bạn nghĩ nó sẽ được không? Chờ xem. Nó đây rồi. Bạn thấy thế nào? Thật không thể tin được. Mình không thể rời mắt khỏi nó được luôn. Nó rất hợp với bạn đó. Nhưng mà mình có vài thứ đó. Đây nè, nhìn đi. Điều này đáng nghi thật đó nha. Bỏ sọ. Bạn không biết sao, bạn nói gì về nó đây. Giờ nó là xu hướng đó. Thật sao? Mình không bao giờ nghĩ như vậy mà. Được rồi, giải quyết nào. Mình mong bạn không ngại đổi chúng ha. Thôi nào, đưa cho mình đi. Lộng lẫy. Mình thấy như nữ hoàng vậy nè. Tuyệt. Mình đoán là bạn thích nó. Kết hợp chúng nào. Mary, mình phải là người xinh đẹp nhất. Mùi nước hoa đáng yêu quá. Và đôi giày là sự thu hút hoàn hảo cho hình ảnh của mình. Wow. Mình không biết nếu mình có làm được. Mình làm gì đây? Tất nhiên, lúc nào cũng có cách cả. Sơn vàng, tốt hơn rồi nè. Giờ không ai sẽ chú ý đến nó nữa. Lên sân khấu nào, Amanda. Kính thưa các quý vị,
đã đến lúc tổng hợp kết quả cuộc thi của chúng ta rồi. Cùng chào mừng các thí sinh lọt chung kết lên trên sân khấu. Hãy cho họ một tràng pháo tay. Chà, ai sẽ giành vương miện hôm nay? Nó nên là của mình. Thôi nào, trao vương miện cho mình đi. Mình rất tiếc, nó là của mình rồi. Cảm ơn, mình cảm thấy rất vui luôn. Không, bạn thấy gì chứ? Cô nàng nghĩ mình đang làm gì vậy? Chà, một tràng pháo tay cho người thắng cuộc. Cảm ơn, mình yêu các bạn rất là nhiều luôn. Nên là mình mới phải chứ. Mình không thể tin được mà. Ổn thôi, mình vẫn là nữ hoàng chứ bộ. Đừng có buồn nữa mà Mary. Đừng nói thêm gì nữa. Đây nè, nhận đi. Nhưng mà đừng buồn nha. Cảm ơn bạn. Bạn là người bạn tốt nhất. Một tràng pháo tay nào. Tình bạn chiến thắng. Và chúng mình không cần danh hiệu nào cả.